Em chào chị nha. Gia đình mình ăn cơm hết chưa chị? Chưa. Chưa à? Đây. Dạ thì hôm nay em trở lại với gia đình của mình. Em mua cho gia đình của mình một ít quà. Dạ. Dạ Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà của chính chị ạ. Dạ thì hôm nay Sơn Ngọc thay mặt cô Hằng với lại anh Peter mua một số quà để gửi đến với hoàn cảnh của bé gái năm nay 19 tuổi nhưng mà bị liệt rồi bị bé cả nhà thì bị liệt rồi bị mù câm điếc. Đây bé gái trước màn ảnh nhỏ cả nhà mình đây nè. Và hiện tại thì người chị này đang lo cho bé này cả nhà. Hoàn cảnh của bé gái này thì Sơn Ngọc cũng đã chia sẻ đến quý ông bà của chính chị mình cách đây cũng khoảng cỡ một tuần đến một tháng gì đó. Cũng được hai lần rồi chị ha, em ghé với hoàn cảnh của chị hai lần rồi đúng không? Dạ. Sáng hôm nay mình mới đi đâu về hả chị? Đi chăm bắp. Dạ. Yeah. Em vừa đấy em thấy chị mới về đúng không? Mới về. Nấu canh. Dạ. Ồ, chị cho bé ăn chưa? Dạ chưa. Chưa à? Hôm nay em mua quà lên cho mình nè. Bây giờ chị mở nó đi. Để chị xem hôm nay em mua quà gì cho chị đó. Và gửi đến cô Hằng và anh Peter xem là Sơn Ngọc mua quà có đúng ý của cô Hằng hay không. Đấy. Chị mở ra nha. Sao vậy? Em thấy ngại trời. Ngại gì? Ngại gì chị? Hả? Đây, cho em mượn em gài cái này. Nóng chị ha? À, buổi trưa trên căn nhà này nóng ghê. Chị gài đi chị. Thấp quá cả nhà. Toàn thấp quá, nóng. Kì nóng luôn. Bên đây em dán chặt quá. Trước thì bên đây là thùng mì 100 gói chị ạ. Nha, thùng mì 100 gói. Ở trong đây thì chỉ là đồ ăn trong gia đình của mình thôi. Mắm muối, đường bột ngọt gì đó. Bữa giờ bé có cái gì đặc biệt không chị? Bé gái nè. Sức khỏe thì như thế nào chị ạ? Sổ mũi. Sổ mũi hả? Bị sổ mũi hả? Chị cho uống thuốc chưa? Có. Cho uống thuốc rồi. Giờ đây con Sơn Ngọc thay mặt cô Hằng đã mua những cái phần quà này để gửi đến cho bé gái. Hiện tại chị lo cho bé thì chị sử dụng cái đồ này để lo cho bé chị ạ. Nấu ăn uống để lo cho bé. Đấy. Em mua dầu ăn nè, rồi bông giặt đồ, rồi muối. Nói chung là trong này con mua là không thiếu thứ gì. Đây là chị bông gội đầu nè chị ạ. Để trước kia em lấy ra nha. Đây chị bông giặt đồ. Rồi gạo 10 cái gạo. 4 bịch muối. Rồi em mua cá lon nữa. Mình ăn cái này chưa? Có. Có rồi hả? Cá lon nè. Đây. Xì dầu thì mới nãy con Sơn Ngọc đến mua thì hết xì dầu mất tiêu rồi. Con mua mắm. Thì những cái đồ nêm trong gia đình thôi. Cơ bản vậy đó. Trước mắt mình để đây nha, tí nữa mình sắp xếp lại. Bé tên gì em quên mất tiêu rồi chị? Khín. Bé Khín. Dạ. Bé Khín bị bệnh sổ mũi vậy là mấy ngày đây rồi? 3 ngày đây. 3 ngày rồi. Rồi sổ mũi có số không chị? Không có. Bình thường có sổ mũi thôi. Hôm qua có sốt chứ? Sốt hả? Sốt rồi chị ở nhà lo lắng cho bé hay là sao? Lo xong đi làm. Dạ. Không đi làm, ai đi làm nữa.
Là bây giờ chị đi bó cơm cho bé, đút cho bé ăn, em xem thử như thế nào chị. Rồi xem thử hàng ngày mình cho bé ăn như thế nào nha. Dạ, xin Ngọc thưa cả nhà, là chị đi bó cơm cho bé Khính ăn rồi cả nhà. Thì đây, trước màn ảnh cả nhà mình đây là bé Khính này. Là một cô gái 19 tuổi nhưng mà bị cũng như mới nãy sư Ngọc chia sẻ đến quý bà của chính trị mình đó, là bị câm điếc, rồi bị liệt, chắc sư Ngọc thấy là như là bị liệt tứ chi luôn cả nhà, là cả tay cả chân, bây giờ như là một người kiểu như là không biết gì luôn cả nhà. Mù nữa cả nhà, sư Ngọc quên là bé Khính là cũng bị mù nữa cả nhà. Thì ơi sẽ thấy té rồi. Cha của bé Khính thì mất rồi cả nhà. Thì mẹ của bé Khính là đã đi làm xa rồi, lâu lâu mới về. Người chị mà hiện tại đang lo cho bé Khính đây cả nhà là hồi đó chị cũng là mồ côi cha mẹ luôn, nhưng mà được mẹ của bé Khính đó là nuôi nấng lên, trưởng thành, lập gia đình. Thì mẹ của bé Khính đã đi làm xa thì như là người chị này là chị của bé Khính vậy đó cả nhà, nhưng mà không có cùng cha và cùng mẹ, thì vẫn lo cho bé Khính đến nơi đến chốn. Và ngồi ra chị đó không những là lo cho bé Khính không thôi, mà chị còn lo cho em của bé Khính đó cả nhà. Và bé Khính đây có một người em nữa, thì chị lo cho bé Khính, em của bé Khính cũng hiện tại là cũng đang đi học. Đây, chị bắt cơm vô rồi cả nhà. Chị bắt cơm vào chuẩn bị cho bé Khính ăn. Không biết hôm nay bé Khính ăn món gì ha. Dạ, quý ông bà của chính chị mình đừng quên ủng hộ cho Sư Ngọc một like và một lượt đăng ký kênh nha. Chia sẻ video để có thể giúp đỡ được gì cho bé Khính thì Sư Ngọc sẽ cố gắng giúp đỡ cho bé Khính. Căn nhà này hơi nóng cả nhà, nó thấp quá, nó hơi nóng. Rồi giờ này trưa cả nhà, Sư Ngọc ngồi trong này hơi đổ mồ hôi luôn. Nóng cực kỳ luôn cả nhà. Ê. Rồi xíu xíu nó té cả nhà. Rồi chắc có lẽ Trang Ngọc thấy nếu như mà không có chị ở đây thì bé Khính sẽ nằm thôi, chứ còn mà ngồi như thế này là Trang Ngọc thấy gớm té quá. Dạ, em sợ ngã. Chị leo lên chị. Hôm nãy xíu xíu nó ngã luôn rồi á. Và wow, hôm nay là chị cho bé Khính ăn cái gì vậy nhỉ? Ăn bò. Ồ, đã vậy. Nè, chị cho em gài lại cái này. Chị gài đi. Trước tiên ăn rồi mình phải uống nước trước ha. Cùng tên nông. Dạ. Cũng đang nóng. Ồ, ăn bé Khính ăn hết tô này không chị? Có chứ. Ăn hết tô luôn. Wow, tính là ăn ăn nhiều chứ. Ăn nhiều cái chứ. Nguyên một tô cơm luôn nha. Này là gọi là món bò gì chị? Dạ. Này gọi là món bò gì? Không biết. Bò kho hả? Ừ. Xé từng chút ra như vậy là để dễ đốt thôi chị ha. Nóng không chị? Nóng rồi, từ từ mình cho bé ăn được. Như bé Khính là mặc đồ là size thì size bao nhiêu chị? Sao? Đấy là bé Khính mặc đồ là cỡ tuổi bao nhiêu? Áo như này nó không mặc được nè. Không, ý là như mặc size số mấy á chị, để có thể có biết bà của chính chị có muốn gửi đồ về cho bé Khính nè,
Thì còn biết là cái bé Khính mặc đồ size bao nhiêu á chị ạ? À? Để quý bà cô chú anh chị có thể mua tặng cho bé Khính mặc. À, chị không biết là bé Khính mặc size bao nhiêu luôn hả? Con à, có áo gì à, cùng chị lên mua đây biết. À, thấy bé Khính này chắc cỡ trạng tuổi như là cỡ tôi em ở nhà lớp 4 quá nhỉ. Ha, lớp 3 lớp 4 ha. Thường thì lớp 3 lớp 4 là mặc đồ size bao nhiêu ta? Em cũng không rõ về vấn đề này nữa. À, rất là nhỏ cả nhà, thân hình rất là nhỏ. Đây là 19 tuổi là nhỏ xí như xí à. Sơn Ngọc ghi hình lên video hình ảnh á, thì thấy bé Khính lớn á, nhưng mà nhìn ở ngoài á, thấy nó thân hình nhỏ lắm cả nhà. Hôm nay bé Khính ăn thịt kho rất là ngon luôn. Thịt bò kho cả nhà ơi. À, món thịt bò này là chắc là lâu lâu mới có ăn lần chứ chị? Có một lần. Tỏi quá. À, em cũng biết Khính là cũng vô học rồi đúng không chị? À, sách vở của em biết Khính thì sao? Có đầy đủ hết chưa? Nước lo hết mà, thấy cô lo hết. À, rồi nhà nước lo hết tất cả luôn. Dạ. Em đến đây cũng 2-3 lần rồi mà em không thấy em có biết Khính nha. Có ở nhà. Chị kêu em có biết Khính mà em hỏi chuyện thử. Không. Ngồi đây kêu được không? Mà làm mẹ xin đi. Mẹ xin đi. Ồ, em mới Khính là bé trai hả? Bé trai, bé gái mà chứ. Là hai đứa luôn. À, đây. Mở rồi. Lên đây con, lên đây. Mẹ đi. Bé gái. Ở đây ngồi với chị nè. Đây là chắc là anh ba, đây là Út. Ừ. À. Anh Tư cho đây anh ba. Anh Tư. Dạ. Ở đây. Chị ba. Chị ba. Là bé Khính là có một người anh, một người chị nữa hả? Có một người anh nữa, anh lấy vợ rồi. Còn em. Một người anh lấy vợ rồi. Dạ. Là còn ba đứa em ở nhà. Ba đứa. À, bé trai ơi, em có đi học không? Nghỉ học rồi à? Còn bé gái? Hả? Còn học hả? Bé học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 rồi hả? Học sinh giỏi không? Hả? Đó. Em có học sinh giỏi không? Không học sinh giỏi hả? À, sao bé trai nghỉ sớm vậy? Thích đi chơi á. Không thích học hả? À? Thích đi chơi thôi. Bé Khính thì 19 tuổi cả nhà. À, nếu như mà tính đến thời điểm hiện tại, nếu như bé Khính đi học là chắc cũng đã học đại học rồi. Nhưng mà cái thân hình đó thì cả nhà xem với lại em gái của mình luôn. Có độ tuổi lớp 3 đến lớp 4 như mới nãy Sơn Ngọc đón vậy cả nhà. Xem với nhau luôn cả nhà. À, một thân hình rất là nhỏ thì chỉ ngồi một chỗ như thế này thôi, được chị hỗ trợ cho ăn uống đúc như vậy thôi cả nhà. À, tụi con có nhớ mẹ không? Nhớ không? Nhớ mẹ không? Sao không nhớ? Bé trai.
Đó, sao không nhớ chị... nhỉ? Sao không nhớ? Đi gái có nhớ mẹ không? Tính là biết kính ăn cũng nhiều quá chị ha. À, cho nên là biết kính sẽ có cái sức khỏe hơn. Nếu như mà biết kính mà không ăn nhiều như vậy á, thì sẽ thường xuyên xảy ra bệnh tật này kia, càng khổ mình nữa. Dạ thì con Sơn Ngọc hôm nay con mua quà thay mặt cô Hằng và anh Peter, mua một phần quà là gồm một thùng mì và những cái vật dụng trong gia đình nha cả nhà, là đồ nêm nấu nướng rồi thôi, và xì bông. Và cô Hằng và anh Peter có gửi cho chị thêm một số tiền nữa để lo cho mấy đứa em đây. Dạ. Dạ là mới nãy con Ngọc mua đồ ăn nè, mì với lại đồ nêm nếm trong gia đình đó là hết 710.000. Dạ. Dạ thì cô Hằng với lại anh Peter gửi cho con Ngọc là 3.400.000, thì con mua hết là 710.000. Thì con lấy 3.400.000 trừ ra 710.000 đó là còn 2.690.000. Thì con cũng xin thay mặt cô Hằng và anh Peter, con gửi cho gia đình của bé Kính đây là 2.700.000. Con bỏ vô thêm 10.000 nữa thành cho chẳng là 2.700.000 luôn, để gửi cho chị đây, chị lo cho mấy đứa em ở đây. Đây chị. À, đây là 2.700.000 nè, chị có thể đếm giùm em nha. Sao? 2.700.000. Đúng chưa? Này để em đếm lại. Đây cả nhà. À, 1 tờ. 2 tờ. 3 tờ. 4 tờ, 4 tờ là 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 2.700.000 đấy, đúng nha, 2.700.000 nha. Rồi chị cất dành đó để một phần lo cho mấy bé ăn học nè, một phần lo cho bé Khính chị nhá. Dạ. À, chị có muốn gửi đôi lời nào đến với cô Hằng không? Cảm ơn. Chị cảm ơn cô Hằng. Cảm ơn cô Hằng. À, và anh Peter. Anh Peter. Cảm ơn anh Peter. Dạ. Tí nữa chị có tiền lẻ cho mấy bé, chút tiền lẻ cho mấy bé ăn bánh nha. Dạ. Em hết tiền lẻ rồi. Thường là Sơn Ngọc đến đây Sơn Ngọc có tiền lẻ, Sơn Ngọc cho mấy bé ăn bánh nữa cả nhà. Dạ con Sơn Ngọc cũng xin phép gia đình của bé Khính một lần nữa con cảm ơn cô Hằng và anh Peter rất là nhiều ạ. Con chúc cho cô và anh luôn có thật nhiều sức khỏe. Dạ và em cũng xin phép chị đi nha. Dạ thì Sơn Ngọc sẽ chia sẻ đến cả nhà mình về hoàn cảnh của một người cô đó cả nhà. Một người cô cũng bị Sơn Ngọc không biết bị gì cả nhà, nhưng mà hiện tại cô đang nằm liệt một chỗ. Không có tiền để mà trang trải cho cuộc sống ở cả nhà, không có tiền để ăn uống luôn. Thì Sơn Ngọc thấy rất là thương, thì để Sơn Ngọc qua Sơn Ngọc thăm như thế nào để gửi đến ông bà cô chú anh chị, Sơn Ngọc có thể giúp đỡ chị được cho người cô này, thì Sơn Ngọc sẽ cố gắng giúp đỡ. Thì mong với ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc để mình thăm người cô này nhé. Em bye bye chị nha. Bye bye mấy con. Dạ em chào anh. Dạ năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi anh? 35 hả?
35 tuổi. Dạ. Em được ba em chia sẻ là gia đình của mình hiện tại đang có một người cô bị bệnh nằm liệt một chỗ luôn hả anh? Có chứ. Dạ. Đấy là gì với mình đó anh? Chị có. Chị của anh hay là vợ của anh? Chị của vợ. Chị của vợ nuôi. Anh chị tiếp. Của vợ anh. Dạ. Anh cũng đi chung chồng đi qua lại qua sẽ. Dạ. Ở đây là nhà của mình hả anh? Nhà của anh rể. Nhà bên kia là thấp quá, nóng. Dạ. Bây giờ anh dẫn em vô em thăm người chị này xem thử như thế nào á, để có gì em giúp đỡ gì được cho chị em giúp đỡ. Dạ thưa cái nhà thì Sơn Ngọc cũng đã đến với nhà người chị này hoặc là người nó cô này được sơn xương nữa, xương chân đi dạ. Được. Chị này năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Đây hả? Dạ. 30, nó nhỏ hơn anh. 30 à? Dạ. Anh 37, 35 nữa. Dạ, thì em nghe ba em nói một người phụ nữ thôi chứ em chưa có biết tuổi là bao nhiêu á. Dạ, 30 tuổi mà. Không biết là chị bị bệnh gì vậy anh à? Anh có thể che lại phần bên dưới được không? Anh che lại đi, anh che lại. Anh che lại, anh lấy cái mền anh che lại luôn. Dạ. Chị bị gì vậy anh? Chị bữa nay 30 tuổi. Đó là chị bị gì mà hiện tại đầu tiên là nó bị liệt xương. Bị liệt xương á? Liệt xương hả? Ừ. Dạ, lý do vì sao vậy anh? Không biết nữa, không té gì hết, tự nhiên đau. Không té, không tai nạn gì hết mà tự nhiên nó bị á. Tự nhiên bị đau rồi, cái bây giờ là chị nằm một chỗ như vậy hả? Cuối cùng chữa tới phần răng chơi đó 2 tháng. Không khỏi. Dạ. Chưa về nhà lại. Quay cái bụng nó nè. Hiện tại thì chị yếu không được, đấy không được nữa. Thế là có đi bác sĩ rồi, đi bệnh viện rồi. Có. Bác sĩ nói là chị bị gì vậy? Bác sĩ nói là không có bệnh gì hết. Mà cuối cùng là tới nhà rồi con thấy bệnh chưa? Dạ, thôi được rồi, em thấy rồi, được rồi. Chồng của người chị này đâu rồi anh? Nè. À. Là anh là chồng của chị rồi. Bữa nay em hỏi anh là chị là gì của mình. Mình nói là em vợ gì đấy. Là chị vợ gì đấy em. Dạ, là vợ của anh á, là có đi bác sĩ rồi. Thì bác sĩ nói vợ anh bị gì? Bác sĩ nói là bị liệt xương. Bị liệt xương hả? Ừ, cuối cùng nó nằm miết. Thế này nó bị đập chủ lưng này nè. Dạ. Cuối cùng bác sĩ nói là làm không được. Chưa bây giờ lại. Làm không được nữa, chữa không được nữa. Ừ. Mà đấy không được nữa, yếu không được nữa. Đi vệ sinh không được nữa là... Không đi được luôn, bị liệt xương này mà đi. Mấy ngày rồi hay là mấy tuần rồi anh? Lúc đó là 2 ngày, cuối cùng đi xuống đó là 2 tháng. Hai tháng này rồi hả? Ừ. Là ý là chị không đi vệ sinh ra là mấy ngày rồi? Tôi mình còn nói tôi mình còn thì lúc nó đi được á. Dạ. Bây giờ nó không đi được, nó còn không được. Dạ, nó nằm đây luôn. Đấy là chị không đi vệ sinh ra được nữa là mấy ngày rồi anh? Hơn 1 tháng. Còn không đi tiểu là 1 tháng rồi. Ừ. Không đi vệ sinh là 1 tháng rồi. Ừ. 2 tháng đó. Trời. Một người mà không đi vệ sinh 1-2 tháng này rồi. Ồ, chị đau hả anh? Thấy khổ quá, không làm ra tiền được. Vợ chồng anh chị có con cái gì chưa? Cháu này. Cháu bé đây được bao nhiêu tuổi rồi? Con của bà này, con đầu á. Dạ. Nó mới về làm đầu, đi làm Sài Gòn, không biết. Được bao nhiêu tuổi? À? Được bao nhiêu tuổi? Tuổi tác hả? Có năm nay 16. 16 đúng rồi. Không đi học mà đi làm rồi. Không đi học mà đi làm rồi. Dạ. Chịu lo cho cha mẹ. Dạ. À, bác sĩ chẩn đoán chị là bị liệt xương hả? Ừ. Bệnh liệt xương đó. Thế lúc đầu nó chưa lần bị đầu nghe. Ở nhà thông thấy té gì đâu chứ. Dạ. Tuy nhiên lúc bị á. Lúc trước là chị có đi làm gì không anh? Làm thì làm ở nhà thác rễ.
đi phát tải rồi thôi. Rồi bác. Đột nhiên là chị ngã bệnh xuống như vậy hả? Mà bác có rể lúc đó đâu có té gì đâu chứ, đâu có mang gì đâu. Chị phát để... bệnh đó là cách đây bao lâu rồi ạ? 2 tuần. Gì? 2 tuần nó bị đâu chở xuống rồi. Tự tính thời điểm hiện tại nè, chị phát bệnh ra là được bao lâu rồi? Mấy tháng này rồi hay là sao? 2 tháng. 2 tháng này. Ở nhà thì một tuần. Chị mới 2 tháng này rồi là chắc là mới đây à? Mới đây. Là chị nằm một chỗ đây là 2 tháng rồi đúng không? Rồi, vậy thưa cả nhà, thì Sơn Ngọc mới vào á, Sơn Ngọc thấy là chị nằm một chỗ cả nhà, là cái phần lưng, phần mông là nó đã bị lỡ rồi cả nhà. Thì do chính sách của YouTube cho nên Sơn Ngọc không thể nào mà Sơn Ngọc ghi hình cái phần đó được cả nhà. Mong quý bà các chính trị thông cảm cho Sơn Ngọc nhé. Thì Sơn Ngọc vào, Sơn Ngọc thấy như vậy, Sơn Ngọc mới kêu anh là lấy cái mền tủ lại cả nhà. Rồi cái phần bụng của chị là nó sình lên, nó ương lên đó cả nhà, nó kiểu như là to lên. Là mới nãy do anh nói là chị không đi vệ sinh được đúng không? Yeah. Ừ. Đi tiểu, đi vệ sinh không được. Tiêu không được. Dạ, cho nên là nó bị nó to lên phần bụng quá. Hiện giờ là anh không đi làm công việc gì hết hả? Ở nhà không. Ở nhà lo cho chị à? Ở nhà quê giờ. Dạ, lúc trước giờ là anh đi làm công việc gì? Có, đi làm chủ lâm đồng. Chủ lâm đồng. Đi hái cà phê. Nhưng mà giờ cũng biển lắm. Dạ. Trước đây cũng làm. Dạ. Khổ quá. Rồi bây giờ là anh phải ở nhà lo cho chị. Chắc mình không đi làm được nữa. Vượt biển tên này. Khổ quá. Dạ. Xem chị một cái nha. Và mỗi khi mà chị đau lên đó là mới nay chị kêu lên như vậy ha. Kêu chứ. Kêu lên như vậy đấy. Kêu nó uống nước rồi ăn rồi. Nó cứ chút chút đầy, được ăn nhiều đâu. À, 2 tháng nay là anh lo cho chị là mình không đi làm được. Rồi chi tiêu trong gia đình thì sao anh? Trong gia đình. Dạ, ý là chi tiêu có nghĩa là anh mua gạo, mua đồ ăn, đồ đấy. Rồi thuốc thang cho chị nè. Có chứ. Là mình mượn hay là gia đình của mình có khả năng? Thì mình mượn tiền người ta nữa. Mượn. Có lúc là gia đình ở trong nhà có tiền, có lúc không, mượn tiền người ta chứ. Mượn. Bây giờ là em hỏi anh cái này nha. Em xin phép. Anh trong gia đình của mình là còn tiền không? Hết rồi. Hết rồi. Không có đồ nào hết. Dạ. Bây giờ chỉ có ăn rè thôi. Dạ. Ba có muốn lên hình ảnh không ba? Dạ. Mình xin chào cả nhà. Tại vì cái hoàn cảnh này thì cũng có nhiều cô chú anh chị chỉ cho mình biết á. Thì cái bệnh viện là trả em nó dời rồi, không có thể nào mà chữa được nữa. Thì nói chung là em nó bệnh rất là nặng, bây giờ chỉ bây giờ nhà là ăn uống được ngày nào được thôi. Như em cái nhà đây là anh được biết là em ở đỡ nhà bà chị đúng không? Dạ. Còn như cái nhà gốc của em là nằm ở chỗ nào? Dưới này được. Dạ. Dưới đó đi thẳng. Sao? Nhà không? Không gần. Em có thể dắt anh với con anh đi qua nhà em coi thử cái em ở như thế nào không? Là bà thấy cái nhà cũ của vợ chồng anh chị này rồi? Chưa, ấy là cái nhà bên kia thì mưa gió nó dột quá, chị nằm sợ là không được, mới mượn. Dạ. Cái nhà đây ở đỡ, nhưng mà trong cái nhà đây là mấy người, 7 người hả? Lớn nhỏ là 7 người đúng không? 4 người. 4 người hả? Còn hôm là con em kia nói là nhà em là 4 người rồi, còn nhà bà chị đây là 3 người, nữa là 7 người. Nhà chị kia là ở dưới này, ở dưới đường này. Vậy hả? Chị đó nó lên đến nó ghé thăm em của nó. Vậy hả? Thì cho anh cái nhà mà em hiện tại ở, bây giờ bên kia em nhắc qua anh coi thử cái mình ở. Dạ. Thế nào nha em nha. Là gần là mình đi bộ được không hay đi xe? Đi bộ cũng được, gần. Đi bộ cũng được à? Dạ. Nè, dạ, ở đây nhá. Tôi lấy em đi.
Thì hôm bữa giờ cả nhà thì ba xe Ngọc đi phát phiếu để gửi đến ông bà cô chú anh chị người dân đồng bào trên khu vực rừng núi này cả nhà, để mình đi phát phiếu cho mấy ông bà cô chú ở phương xa đến phát quà ở khu vực rừng núi này cả nhà. Thì ba thì đi phát phiếu thì được người dân chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn như vậy cả nhà. Bệnh đau nằm một chỗ như vậy, rồi hoặc là những cụ bà sống neo đơn một mình, ba phát phiếu rồi cho mấy cô chú ở phương xa về để tặng quà, mình có thể hỗ trợ được cho bà con được một phần nào trong cuộc sống thôi cả nhà. Thì ngày hôm nay thì cho Ngọc được ba chỉ là hoàn cảnh của người chị này thì rất là khó khăn. Thì thấy cả nhà mình cũng thấy chị đang bị bệnh nằm một chỗ, và chồng của chị bây giờ là phải lo cho chị, cho nên là không đi đi làm được cả nhà, cho nên là không có những cái số tiền để mà trang trải cho cuộc sống. Mình đi ra ngoài thôi. Dưới đơn một chút nữa. Gần nhà bà Túc đó. Nói chung ra coi nó bây giờ bác sĩ nó đã đưa vợ em về rồi, thì theo như anh được biết đó, là không có thể nào mà chữa được nữa, nên thành bác sĩ giờ thì coi nó em cố gắng vợ nó sống được, còn sống được ngày nào thì em cứ lo nha. Chứ cái phần lưng này nó lỡ hết rồi. Thứ hai nữa là em biết sao cái bộ tạng ở trong nó bị hư rồi, nên thành họ bây giờ đút cái ống để cho thải nước tiểu ra thôi. Còn vệ sinh là không được nữa, đúng không? Vệ sinh không được nữa, thành cái bụng nó càng ngày nó càng sình. Uống sữa, uống đồ vô được, nhưng nó không có thải ra được. Đó. Nên thành nó là thôi, anh nói em này cởi cố gắng đi. Có đói thì ăn đói, có no thì ăn no, cứ ráng cho lo cho vợ con mình nha. Thì có thể là mai anh phát những phần quà đó, anh sẽ bổ sung vô cho em thêm. Để dành ăn để mà chăm sóc cho vợ nha. Tại vì theo như ở nhà chia sẻ với lại những cô chú mà ở gần, hôm chú gọi hôm ba đi cho phiếu những người già để mà mai nhận quà của đoàn từ thiện của cháu ba người ở Sài Gòn á, là họ chỉ là mới đưa ngày em kia về, đúng không em? Đưa vợ em về nhà em kia, đúng không? Gần nhà rồi mới biết cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Em hai chồng này cũng rất là giỏi, nhưng mà không may là cách đây gần 2 tháng là ngã bệnh, chứ không phải là té ngã gì hết á, không có cứ gọi là tai nạn đó nha, không có tai nạn gì hết, nhưng mà tự ngã bệnh xuống, tự đột nhiên là nó ngã bệnh xuống rồi. Nhờ, đây là anh à. Cuộc sống khó khăn lại càng thêm khó khăn. Nó bị kiểu là co rút. Bị co rút. Đây nhà em đây hả? Okay. Là đây là... Vợ chồng con cái ở nhà đây. Cái nhà có nhà này. Và tới dài à. Hơi thấp cái nhà. Là vợ của anh là... Nói chung là gia đình của anh là lúc trước ở đây, nhưng mà vợ khác bệnh ra là ở trong căn nhà này thì nó ẩm ướt quá, đúng không? Mưa là nó giọt quá, nên là mình mới chuyển lên trên kia mình ở nhờ. Cái thiệt ra là căn nhà của mình là căn nhà này. Đây là bếp. Hai vợ chồng là căn nhà này là bằng tôn. Hồi xưa là em cũng mua đất người ta này em làm đó, làm nhà đó. Em mua đất, nhưng mà em làm ở nhà ở tạm thôi, thì mưa gió nó chảy, nó thành là đưa vợ nó nằm ha. Tức là cái nhà đó là nhà của người quen mình ha, người của anh rể. Anh rể à, mà nhà đó nó cao hơn. Cao hơn, đúng rồi, nhà cao chứ cái nhà đã sao nằm. Nằm là nóng, với lại hai nữa là em biết sao nó dột quá, nó chảy á. Thì ý anh muốn để cho bà con cô bác ở phương xa để mình coi thứ nó tận cảnh hơn. Chứ nhiều lúc đó thì người ta nói là em ở nhà ngói nhà ngơi đồ vậy đó, nhưng mà thật tế là cái nhà đây là vợ chồng em ở, nhưng mà do vợ bệnh đau thành mới là xin cái nhà kia ở đỡ ha. Vậy thôi anh được biết cái nhà mình rồi, thì bây giờ mình đi qua đó đi ha.
nhà cũ thì đã thấp một phần rồi cả nhà, và nó bị giọt, bị chảy. Thì chị thì bị như vậy, giờ nằm một chỗ cả nhà, thì cái căn nhà cũ nó ẩm ướt quá sẽ sanh ra là chị sẽ bị lở nhiều hơn, cho nên là mới chuyển sang cái căn nhà cao ráo mới nãy cho Ngọc ghi hình rồi đến ông bà chính trị mình. Một căn nhà cũng là được nhà, nó được nhà nước tài trợ đúng không ba, là gọi 167 đúng không ba, 134 hả? Cái nhà hiện bây giờ mà em nó ở nhờ là của nhà ông anh rể. Dạ. Là nhà 134 của nhà nước cho. Còn cái nhà em nó hiện tại ở là hồi xưa hai chồng làm mua cái đất, nhưng mà không có tiền đủ cất nhà. Dạ. Thành che đỡ ở thôi. Đúng không em? Dạ. Nhà đó có gọi, có tên gọi là nhà 134. Đúng rồi. Nhà đây nè. Cao ráo rất là đẹp luôn. Đây là 134 nè. 134, 167. À, cái căn bệnh liệt xương hả anh? Dạ. Liệt xương. Dạ. À, lần đầu tiên không biết là ba nghe qua chưa? Cũng có nghe qua rồi, nhưng mà cái này thì mình cũng không có gặp nhiều trường hợp á. Cái bệnh này thì ba cũng có nghe rồi, tại vì cái này là nó kêu là bị cái bằng mục xương mục gì đó, đúng không? Rồi cái tự nhiên bắt đầu cái là nó đi cái là nó bị té, là nó gãy. Nó gãy rồi bắt đầu là nó coi như là cái xương của nó là không còn cái kiểu như là giữ được cái thân thể của người của mình nữa vậy. Như là gọi là dẻo dai á. Ừ. Nó không còn có thể là cái sức như xương của mình. Kiểu như là ngồi cũng không được, đứng cũng không được á. Cứ nằm một chỗ. Mà theo như ba hỏi người dân với lại chồng của cô đó, cô em đó là nó bị là hơn 2 tháng rồi, nhưng mà nằm bệnh viện thì 2 tuần ha. Yeah. Mà thấy lỡ hết luôn, lỡ hết từ trên xuống dưới luôn, tại vì nằm nó nóng rồi. Yeah. Rồi nó với lại phải cái đó, cái bệnh này á là em phải chịu khó em lật qua lật lại em lau, còn không á em lấy cái lá chuối phải không, lá chuối non á, em lót ở dưới cho vợ nằm, cho em lót cái đó là nó dính vô trong cái da đó là gỡ ra nó chảy máu em ha. Đó, em gỡ ra là nó chảy máu liền. Nó rách cái da lại. Ừ. Anh chỉ cho em bây giờ, em hái cái lá chuối non nha. Em lót ở dưới lưng vợ nha. Ừ. Thì bắt đầu cho vợ nó nằm cho nó mát. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó không có dính vô trong cái da. Còn em lót cái vải đó em biết sao. Khi mà em gỡ ra là nó dính cái vải vô. Nó sẽ chảy máu. Em thấy không? Đó, nên thành bây giờ em chặt cái lá chuối nha. Em lót cho vợ nằm. Rồi em đắp cái mền lên nha. Đó. Chứ không là thì em cố gắng đi. Theo như cái căn bệnh này thì anh được biết là chắc là bác sĩ bó tay rồi, bây giờ cái đi đâu cũng vậy thôi, không có thể mà sống nổi đâu. Thì cố gắng lo cho vợ đi, có gì anh giúp đỡ được cái gì thì anh chỉ cố gắng hết sức anh giúp đỡ cho em nha. Đây là 134 nè, nhà đây là nhà nước cấp hết toàn bộ. Cái nào đi từ nhà này đi xuống nhà anh cũng cả cây hơn cây số á, cỡ đó á, cũng xa. Xa chứ. Nhà này thì nó cao ráo hơn. Gần mưa nữa rồi cả nhà, mới mưa xong bây giờ gần mưa nữa rồi. Bằng coi như là cả con người là kiểu như là xương một hết đó bạn. Ừ, nó coi như là nó nhão hết rồi. Mà hai nữa là không biết sao, do cái lưng nó nằm nó bị giọt hết rồi. Giọt hết cả cái mông luôn. Bữa nay con buồn thấy con nóng ấy ấy ra bây giờ. Là mình đắp mền như vậy là liên tục ha hay là sao? Không mở ra, tại vì hồi nãy ba đến đó thì nói chung là gửi cho nó mát đó, rồi không khó. Tại vì nói chung là cái nhà đây nó cũng nóng giống là nó mát. Nên thành là có mình đến thì mình ấy lại. Còn đúng ra thì giờ mà còn đắp gì nữa đâu, bận gì nữa, bận ra vô là dính vô nó chảy máu. À, đây là cái bọc nước tiểu chị đi ra đúng không anh? Đúng là rồi. Cái ống nước nè. À, đấy. Là bây giờ mình mở nắp ra nó đưa. Mở nắp ra lấy cái trắng gì tô gì được đưa đây nè. À, có cái bọc có cái nắp là mình mở ra. À, mình đi đổ. Đúng rồi, khỏi mà em thấy á, nếu mà nó đầy đầy rồi em mở ra nha,
nó vừa vừa đầy đầy chứ đừng có để mà đầy quá nó sẽ bí lại, nó lên trên cái hạ môn nó tức nghe em nha. Cứ em để cái thau em mở cái nút ra cho nó chảy ra luôn để cho nó nhẹ cái bụng, thấy không? Nói chung ra là ba lên ba thấy là cái hoàn cảnh nói chung là rất là khổ, gia đình là hai đứa con, em hai đứa đúng không? Chồng thì là đi làm nhưng mà bây giờ phải đi xuống bệnh viện lo, mà nghe nói mà chị nói là xuống đó thì cũng đâu có tiền đâu, giờ ăn cơm từ thiện với bà con người cho vài trăm á con, nghe chị em nói vậy đúng không? Dạ đúng. Nên thành cũng không có một mùa bắp như vậy làm có được có nhiều lắm là có 2 triệu 3 triệu một ca, còn có mùa thì 500-700 ngàn đúng không em? Dạ. Tại vì đẩy nhà mình cũng nhỏ đúng không? Dạ. Thì cái đó là ba cũng có hỏi qua, nói chung ra là mình muốn giúp cho một cái hoàn cảnh nào đó thì mình cũng phải hỏi xung quanh bà con như thế nào, thì có chịu làm hay là ăn ở nhà nhậu nhẹt hay là không chịu làm. Mà nói chung là vợ chồng của em nó thì rất là chịu khó, nhưng mà không may thì trời ban cho cái căn bệnh như vậy thì mình cũng không biết nói như thế nào. Thì thôi, cái số mệnh như vậy thì cố gắng nha em nha. Dạ. Yeah. Thì hôm nay em cũng lên đây ghi hình đôi chút về gia đình của mình, thì em cũng muốn giúp đỡ gì được cho gia đình của mình đó thì em sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng mà trước thì em xin thay mặt cô Diệu Lam ở nước ngoài em gửi cho anh 1 triệu nha, để anh nhờ có một phần nào đó trang trải cho cuộc sống. Yeah. Em cảm ơn cô Diệu Lam đã giúp đỡ cho em. Em xin cảm ơn anh, cảm ơn anh giúp em. Không, cô Diệu Lam nghe nói chuyện nhiều. Dạ con Sơn Ngọc muốn xin thay mặt gia đình anh này một lần nữa con rất là cảm ơn cô Diệu Lam. Dạ và con cũng không biết nói gì hơn, con chỉ chúc cho cô và gia đình của cô có thật là nhiều sức khỏe. Dạ Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn quý ông bà các chính trị vì đã dành thời gian quý báu ra xem video này của Sơn Ngọc. Dạ và quý ông bà các chính trị mình đừng quên ủng hộ Sơn Ngọc một like, một lượt đăng ký kênh nha. Dạ và nếu như em có duyên với chị và gia đình của anh á thì có ông bà các chính trị nào mà muốn giúp đỡ gia đình của anh á thì em sẽ trở lại thêm một lần nữa nha. Dạ. Thì em cứ cố gắng nha, em cứ nghe lời anh là cắt lá chuối gót dưới lưng cho vợ nha. Thì ba cũng thay mặt gia đình cảm ơn cô Diệu Lam rất là nhiều đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho vợ chồng khó khăn. Thì nếu như mà các cô chú anh chị mà coi được cái clip này, nếu có giúp được thì mình là ba của Ngọc sẽ sẵn sàng giúp, tận tình giúp cho gia đình này hết mình. Rất là gia đình này rất là khó khăn. Mình xin cảm ơn cả nhà, mình chào cả nhà.